Đàm Tùng Vận bị một số cộng đồng mạng Trung Quốc chê quá già khi 30 tuổi đóng vai thiếu nữ 16. Mặc dù Đàm Tùng Vận nổi tiếng với danh hiệu nữ thần thanh xuân vườn trường, cô chính là cái tên được nhiều nhà sản xuất gửi gắm niềm tin cho những vai diễn nữ sinh nhí nhảnh, lấy danh nghĩa người nhà và vai cô em út Lý Tiêm Tiêm xuất sắc, nhưng Đàm Tùng Vận vẫn bị cộng đồng mạng xứ Trung chê già. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tỏ ra không hài lòng khi đạo diễn lấy danh nghĩa người nhà, chọn diễn viên 30 tuổi để vào vai thiếu nữ 16 tuổi. Nhiều ý kiến của cư dân mạng xứ Trung đều cho rằng Đàm Tùng Vận đã quá già để sắm vai nữ sinh trung học. Theo đó, ứng cử viên sáng giá được đưa ra là Triệu Kim Mạch, mỹ nhân 17 tuổi đã tỏa sáng ở bom tấn nghìn tỷ, lưu lạc địa cầu vào năm 2019. Triệu Kim Mạch cũng từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, Tình Đầu Ngây Ngô đóng cặp cùng với Lại Quán Luân và nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, theo ý kiến với khán giả Việt, Đàm Tùng Vận vẫn là gương mặt phù hợp hơn cả. Bởi dù đã 30 tuổi nhưng sắc vóc của cô nàng vẫn cứ như gái đôi mươi, cộng thêm diễn xuất nhí nhảnh đáng yêu, Đàm Tùng Vận thừa sức cân và Lý Tiêm Tiêm của bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Và thực tế đã chứng minh Đàm Tùng Vận đã quá xuất sắc trong bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, được khán giả vô cùng yêu mến và đã gây bão khi phát sóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!